Xin chào cả nhà, rất vui được gặp cả nhà trong video ngày hôm nay. Cả nhà có khỏe không ạ? Đối với video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu và phân tích cách giải quyết trường hợp mà chúng ta chuyển nhầm tiền hoặc sản phẩm và số tài khoản đấy cho một cái người mà mình không có nhu cầu chuyển khoản cho người ta. Thì chúng ta phải xử lý như thế nào để lấy lại tiền khi chúng ta đã chuyển nhầm như vậy? Mai Tiến Lục, luật sư của mọi nhà, liên hệ 0908 648 179 để được tư vấn miễn phí. Thì như mọi người cũng đã biết là trường hợp mà chúng ta chuyển nhầm vào tài khoản cho một người khác thì chúng ta rất là hoảng hốt và rất lo sợ và cũng không biết cách nào để chúng ta có thể lấy lại được cái số tiền đó, kể cả khi chúng ta biết được những cái thông tin của cái người mà chúng ta chuyển nhầm đấy mà chúng ta cũng không giải quyết được, đúng không ạ? Đấy, đối với cái trường hợp này đấy, khi chúng ta chuyển nhầm thì chúng ta cũng không quá quan ngại hay là lo lắng quá đấy, bởi lý do thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp để chúng ta sẽ lấy lại được những cái số tiền này để chúng ta thực hiện theo đúng cái quy trình. Rồi thì để bước vào cái phần mà chúng ta phải làm thủ tục như thế nào để lấy lại thì chúng ta sẽ phân tích về những cái sai sót, những cái phần mà chúng ta chuyển khoản nhầm để chúng ta đánh cái vấn đề sai sót sau này. Có thể chúng ta sẽ nhắc đến là chúng ta do là ghi sai tên của cái người nhận hoặc là ghi sai cái số tài khoản của ngân hàng. Đấy, thì tỷ lệ cái người mắc phải đối với cái trường hợp này rất là phổ biến. Đấy, vì số tài khoản của ngân hàng thì nó khá dài và khó nhớ, đúng không ạ? Đấy, lúc này thì nhân viên ngân hàng cũng là kiểm tra không kỹ đấy và không tư vấn lại cho chúng ta, cho nên là khi chúng ta chuyển tiền thì chúng ta là chuyển nhầm đấy, và để lấy lại cái số tiền thì bắt buộc là chúng ta phải liên hệ đến ngân hàng, đúng không ạ, để thực hiện cái thủ tục để mà lấy lại cái số tiền này. Rồi thì chúng ta sẽ thực hiện theo những cái bước như sau. Thứ nhất là đối với cái trường hợp là chuyển nhầm tài khoản cùng ngân hàng đấy, khi mà chúng ta chuyển nhầm tài khoản cùng ngân hàng và được hiểu là tài khoản nhận đấy đang cùng hệ thống với ngân hàng mà chúng ta gửi đấy. Đấy, tôi đặt ví dụ như thế này là bạn đang sử dụng ngân hàng là VB Bank chẳng hạn đấy, và gửi tiền nhầm sang chủ tài khoản cũng là ngân hàng VB Bank đấy. Vậy thì sẽ có những bước thực hiện như sau. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ kiểm tra và chụp ảnh lại các cái giao dịch đã chuyển nhầm đấy đi đến cái chi nhánh đấy, nơi mà cái ngân hàng chúng ta đang sử dụng. Và bước thứ hai, khi đến ngân hàng thì chúng ta hãy là báo thông tin cho nhân viên đấy, của ngân hàng về cái việc mà chúng ta đã chuyển khoản nhầm cho người khác. Bước thứ ba thì chúng ta sẽ cung cấp các cái thông tin về cá nhân đấy, về số tiền và các cái mẫu đơn ghi được khi mà nhân viên ngân hàng yêu cầu cung cấp. Rồi bước thứ tư là sau khi kiểm tra và xác nhận là giao dịch nhầm thì ngân hàng sẽ liên hệ với cái người nhận cái chủ tài khoản mà chúng ta chuyển nhầm đấy để yêu cầu họ trả lại số tiền mà chúng ta đã chuyển nhầm cho mình. Thì lưu ý đối với cái trường hợp này là ngân hàng cũng cần phải có một cái thời gian đấy để liên hệ với cái người mà chủ tài khoản mà chúng ta chuyển nhầm, cho nên cũng phải mất một khoảng thời gian chúng ta sẽ thực hiện theo cái sự hướng dẫn của ngân hàng. Rồi trường hợp thứ hai thì chúng ta sẽ là giải quyết đối với trường hợp mà chúng ta chuyển nhầm tài khoản đối với ngân hàng đấy. Thì trong trường hợp này thì bạn gửi nhầm tiền sang một cái tài khoản khác, ngân hàng khác đấy, thì cái việc lấy lại số tiền này sẽ có thể là khó khăn hơn đấy, nhưng cơ hội vẫn là lấy lại được đó, nếu chúng ta làm đúng theo quy trình của pháp luật đấy. Các cái thao tác thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Bước thứ nhất là ngay sau khi phát hiện ra cái việc mà chúng ta chuyển nhầm tài khoản thì bạn cần là cầm theo chứng minh thư bản gốc của mình đến ngân hàng đang sử dụng đấy, khi mà ngân hàng mà chúng ta chuyển nhầm đấy, để chúng ta được hướng dẫn để giải quyết. Bước thứ hai là khi chúng ta đã tới ngân hàng thì hãy thông báo cho nhân viên của ngân hàng về cái việc mà chúng ta đã chuyển nhầm tiền cho người khác. Rồi bước thứ ba thì khi ngân hàng biết được thông tin thì sẽ tiến hành các cái bước như là kiểm tra, rà soát đấy về cái việc mà chuyển nhầm đấy,
thì sau khi mà ngân hàng đã kiểm tra cũng như là xác nhận là giao dịch nhầm thì ngân hàng sẽ liên hệ với ngân hàng chủ quản đấy của cái ngân hàng mà chúng ta chuyển nhầm đấy, và thông báo cho cái chủ tài khoản đó đấy để xử lý và yêu cầu người đó sẽ chuyển khoản lại cho chúng ta theo quy định của pháp luật đấy. Tuy nhiên thì đối với cái trường hợp này thì thời gian là nhận lại tiền thì có thể là lâu hơn cả cái trường hợp thứ nhất mà chúng ta đã phân tích đấy. Cái việc mà lâu hơn đây là cũng là theo thủ tục của ngân hàng, họ phải liên hệ qua cái ngân hàng chủ quản, cùng những ngân hàng chủ quản sẽ liên hệ với là khách hàng của mình để xác minh, để tìm hiểu, cũng như nếu mà có cái vấn đề chuyển nhầm thì sẽ yêu cầu là cái chủ tài khoản chuyển lại tiền cho chúng ta. Cho nên chúng ta cứ thực hiện theo cái coi như là hướng dẫn của ngân hàng. Rồi trường hợp mà nếu ha, trong trường hợp mà khi mà chúng ta đã báo cho ngân hàng và ngân hàng đã thực hiện tất cả các cái bước như trên nhưng vẫn không giải quyết được cho chúng ta thì chúng ta phải thực hiện cái thủ tục như thế nào để đòi lại tiền ha. Thì trong trường hợp mà ngân hàng không thể giải quyết được cho chúng ta, là không giúp chúng ta lấy lại được cái số tiền này, thì chúng ta phải thực hiện cái thủ tục thứ hai, đó là chúng ta sẽ là khởi kiện đấy, cái vụ việc của án này ra tòa án đấy để được giải quyết. Và căn cứ vào khoản 1 điều 507 của Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định thì người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả lại cho cái chủ sở hữu, chủ thể có cái quyền đối với cái tài sản đó. Thì trường hợp mà không tìm được chủ sở hữu, chủ thể có cái quyền khác đối với cái tài sản thì phải giao lại cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điều 236 của bộ luật này. Đấy, thì người mà chuyển nhầm đấy có thể là đề nghị ngân hàng cung cấp các cái thông tin của chủ tài khoản đó để chúng ta thực hiện cái việc là khởi kiện yêu cầu trả lại cái số tiền chúng ta đã chuyển nhầm. Thì thêm vào đó thì nếu chủ tài khoản đấy là cái chủ mà thụ hưởng đấy đã được ngân hàng thông báo đề nghị trả lại cái số tiền nhưng vẫn cố tình chiếm giữ trái phép đối với cái số tiền chúng ta chuyển nhầm, thì cái người đó có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy, được quy định tại điều 176 của bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung 2017 về cái tội là chiếm giữ trái phép tài sản của người khác đấy. Thì người nào mà cố tình không trả lại cho chủ sở hữu đấy, người quản lý hợp pháp, hoặc là không giao nộp lại cho cơ quan có trách nhiệm với cái tài sản có giá trị từ là 10 đến 200 triệu đồng hoặc là dưới 10 triệu đồng nhưng tài sản đó là di vật này, cổ vật bị giao nhầm hoặc là do mình tìm được đấy, đấy biết bắt được sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc là cơ quan nhà nước có trách nhiệm yêu cầu thực hiện cái việc là được nhận lại cái tài sản đó theo quy định của pháp luật đó, thì nếu mà chúng ta không thực hiện thì chúng ta có thể bị xử phạt đấy là số tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, hoặc là phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm đấy. Thì cái thủ tục để chúng ta khởi kiện một cái vụ việc này ra tòa án thì chúng ta cần chuẩn bị các cái hồ sơ khởi kiện, tôi ví dụ như là đơn khởi kiện này, những cái giấy tờ tùy thân như là chứng minh hộ khẩu, sổ tạm trú chẳng hạn, các cái giấy tờ liên quan đến cái vụ việc đó như là những cái giấy tờ chúng ta chuyển nhầm đấy cả cái bảng kê tiền ha, hoặc là những cái văn bản chúng ta thực hiện đối với ngân hàng, đối với cơ quan nhà nước có thể cung cấp cho tòa để tòa xem xét giải quyết đấy. Và chúng ta sẽ nộp đơn ở tại tòa án có thẩm quyền, là tòa án nơi mà bên bị đơn cư trú, là cái người mà chúng ta chuyển nhầm đấy là nơi mà cư trú của người đó. Rồi qua cái video này thì nếu mọi người còn có những cái góp ý nào thì chúng ta cũng nên comment ý kiến của mình ở dưới video, hoặc là mọi người còn có những cái thắc mắc chưa rõ thì chúng ta có thể cùng để lại cái phần ý kiến của mình đấy, hoặc là chúng ta có thể gọi điện cho tôi để chúng ta sẽ giao lưu cũng như chia sẻ với nhau. Tới đây thì tôi cũng cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào. Những tin tức nóng nhất hàng ngày, những bài học pháp luật cần thiết, tổng hợp những câu chuyện pháp luật không thể bỏ lỡ.
Mai Tiến Luật, kênh tin tức pháp luật đời sống xã hội. Đăng ký ngay.